Xin mến chào bạn đã đến với kênh Top 1 Kiến thức Thú vị, nơi chia sẻ những điều bí ẩn quanh ta. Các bạn thân mến, trong thế giới xung quanh ta có muôn điều bí ẩn thú vị mà chắc hẳn không phải ai cũng biết. Hãy cùng Top 1 Kiến thức Thú vị khám phá nhé! Một đoạn clip trên mạng xã hội ghi lại cho thấy các vệ tinh ngoài không gian của NASA dường như đã chụp lại được một lỗ hổng vô cùng lớn trên bề mặt trái đất, có thể chính là con đường trực tiếp dẫn đến trung tâm của hành tinh chúng ta đang sống. Tuy nhiên, theo tài khoản này, sau đó NASA đã gỡ bỏ hình ảnh lỗ hổng. Đoạn video chứng minh rằng ở Bắc Cực đang tồn tại một lỗ hổng lớn, hoặc ít ra là một lỗ đen có thể do con người tạo ra nhằm che giấu một điều gì đó bí ẩn bên dưới. Giả thuyết được đặt ra là chính phủ Mỹ đang che giấu một lỗ hổng, đó cũng chính là vùng không phận các máy bay bị cấm bay qua. Một hình ảnh độ phân giải cao được Google Maps chụp lại ngẫu nhiên cho thấy một cấu trúc bí mật trồi lên bên dưới lớp băng tuyết ở Bắc Cực. Trong lịch sử, Đô đốc Hải quân Richard Ebert đã viết trong nhật ký của mình rằng ông đã bước vào bên trong lõi trái đất và đi vào sâu tới 1.700 dặm. Trong lỗi đi vào lõi trái đất đó, ông thấy đủ cả núi, hồ, thảm thực vật và những động vật kỳ lạ. Chuyến đi vào năm 1920 tới Bắc Cực đó được kết thúc bằng đoạn kể: "Chúng tôi bị tấn công bởi những chiếc đĩa bay phi lên từ lòng đại dương và nửa hạm đội của tôi đã bị xóa sổ." Năm 1970, Stephen Hawking cho rằng hố đen có khả năng bức xạ ra các hạt. Thông qua quá trình này, năng lượng của lỗ đen sẽ dần mất đi và cuối cùng chính lỗ đen cũng sẽ biến mất. Sau đó ông tiếp tục kết luận rằng các hạt phát ra từ một lỗ đen sẽ không cung cấp một manh mối nào về những gì nằm trong lỗ đen. Theo đó, những thông tin trong lỗ đen sẽ bị mất đi hoàn toàn cùng với lỗ đen. Tuy nhiên, đối với các nhà khoa học, điều này rất khó chấp nhận bởi theo cơ học lượng tử thì thông tin phải được bảo tồn. Thông tin chỉ trở nên khó tìm kiếm chứ không thể mất đi vì nó có liên hệ với thực tại và quá khứ. Khái niệm nghịch lý thông tin tồn tại từ thời điểm đó và được coi là một trong những vấn đề cơ bản nhất và cũng phức tạp nhất trong vật lý hiện đại hơn 40 năm qua. Tuy nhiên, trong một kết quả nghiên cứu mới đây của phó giáo sư vật lý Đề Gian To cùng với nghiên cứu sinh An Husaini tại Đại học Buffalo bằng các tính toán cụ thể đã chứng minh được rằng nghịch lý thông tin lỗ đen có thể không tồn tại bởi thông tin không hề mất đi. Theo đó, các bức xạ hạt phát ra từ lỗ đen có thể chứa các thông tin bên trong lỗ đen bao gồm đặc tính của các vật chất hình thành nên lỗ đen ở thời điểm khởi đầu cũng như đặc tính của các vật chất và năng lượng ở bên trong lỗ đen. Theo phó giáo sư To, đây là một phát hiện quan trọng, bởi mặc dù nghịch lý thông tin vẫn gây nhiều tranh cãi nhưng trước đó, ngay cả với những nhà vật lý có quan điểm trái chiều vẫn chưa thể giải thích một cách thuyết phục tại sao thông tin không bị mất đi. Các bạn thân mến, thời lượng video kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Top 1 kiến thức thú vị xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào video kỳ sau nhé. Video đến đây đã hết. Vì hay và bổ sung rất mong các bạn để lại lượt like và đăng ký.